Sáng ngày 20 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Con Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn tỉnh Con Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 là đại hội điểm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Con Tum, với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 38.000 đoàn viên và người lao động tỉnh Con Tum. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Con Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, cơ bản đã hoàn thiện. Với phương châm, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Con Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Con Tum, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đồng thời bầu ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh Con Tum nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội lần thứ 13 công đoàn Việt Nam. Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên người lao động tỉnh con tum ngày càng lớn mạnh xứng đáng là lực lượng nông cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vi quyền và lợi ích của đoàn viên người lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội 16 đảng bộ tỉnh con tum nhiệm kỳ 2020 2025 và nghị quyết đại hội 13 của đảng